Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của Thọ Địa Phóng nhá. Bác nào có nhu cầu mua hàng cái bao quầy điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại trên màn hình các bác nhá. Ok. Vâng, ngày hôm nay thì em lên cho các bác một cấu hình loa full bass 20 các bác nhá. Đây là một dòng sản phẩm mà rất nhiều bác quan tâm. Thứ nhất là nó nhỏ gọn các bác nhá. Loa nhỏ gọn nó rất là phù hợp với nhiều bác ở nhà không gian không được rộng rãi đấy. Thì là đôi loa này thì nó đáp ứng tất cả các bác về nhu cầu về nghe nhạc được này, hát được này, trưng bày ok các bác nhá. Nó được sở hữu một cái driver cấu hình quen thuộc các bác nhá. Một đôi loa Bass 20 Benziger. Đấy, và một chép Benziger chép kèn các bác nhá. Đấy, phân tần bên trong có đầy đủ, có bóng xả các bác nhá, bóng xả đầy đủ. Đấy, chiều ngang kích thước của nó được 25 các bác nhá. Chiều cao của nó là 40. Đó. Thùng này được sản xuất tại Việt Nam các bác nhá. Thùng này được sản xuất tại Việt Nam, phỏng theo một cái mẫu của Benziger luôn các bác nhá. Phỏng theo một cái mẫu chuyên nghiệp của Benziger và được copy mẫu, được dập khuôn kích thước của nó, còn nó cải biên một chút về mẫu mã một chút xíu các bác nhá. Đấy. Thùng này sản xuất Việt Nam, lưới thì là lưới vải rất là thẩm mỹ các bác nhá. Đấy, các bác để nằm cũng được, để đứng cũng được và trưng bày rất là đẹp các bác nhá. Phục vụ cho các bác vừa nghe nhạc được, hát được. Đấy, nghe Boreno rất là tuyệt vời các bác nhá. Và nghe, bây giờ em sẽ test cho các bác nghe tiếng nhạc. Đấy, từng chi tiết một. Bác nào quan tâm thực sự, các bác xem hết video em sẽ báo giá cụ thể cho các bác các bác nhá. Báo giá cụ thể cho các bác ở trong video này luôn. Đấy, nghe rất là mềm. Đấy, rất là sâu các bác nhá. Rất là mềm, rất là sâu. Đấy, kép kèm rất là lẩy các bác nhá. Đó. Kèn rất là lẩy các bác nhá, rất tuyệt vời. Hình thức thì rất là bắt mắt các bác nhá. Hình thức rất là bắt mắt. Đấy, rất là tuyệt vời. Và ngay bây giờ em sẽ test cho các chất mic của nó luôn các bác nhá. Lên 12 67 2 6 12 2 6 7 lên 6 2 2 6. Tiếng rất là sáng các bác nhá. Tiếng rất là sáng. Ok. Tiếng rất là sáng. Thùng quách đánh nó rất là chắc chắn các bác nhá. Nó rất là chắc chắn và em sẽ quay cho các bác xem sau. Đấy các bác nhá. Thùng đóng rất là chắc chắn. Rất là đầm, rất là chắc. Đấy, mọi thứ cầu chuyên nghiệp. Đấy. Rất là xịn sò các bác nhá. Gỗ dán bằng giấy dán gỗ vân đen. Đấy, cho nó rất là phù hợp với nhiều không gian trong gia đình. Đấy, tất cả vân đen hết các bác nhá. Đấy, ok. Lỗ thu về phía trước. Đấy. Và ngay bây giờ em sẽ xin phép được báo giá cho các bác luôn, bởi vì đây là một sản phẩm làm theo đơn đặt hàng, với nhau đơn đặt hàng nên là bên em cũng sẽ báo cho các bác những cái cấu hình và từng giá tiền của từng thiết bị riêng biệt các bác nhá. Bởi vì cái này là bên em bán vật tư, bên em bán vật tư và bên em bán cung cấp phụ kiện về âm thanh, nên bác nào mà có nhu cầu mua bất cứ thứ gì bên em cũng có phục vụ cho các bác luôn. Đấy, thì cấu hình như sau. Đây ạ. Và cấu hình một đôi thùng các bác nhá. Một đôi thùng này gồm đầy đủ họng kép này, cầu rồi là e căng đầy đủ hết các bác nhá. Và một bộ phân tần bên trong các bác nhá. Một bộ phân tần bên trong. Đấy, gồm thùng này, gồm thùng nhá các bác nhá. Một cái cầu chạm loa đằng sau này, gồm mỗi e căng này, gồm một bộ phân tần ở trong, một họng kèn, có nhất là nhựa nhựa chứ không có kèn ở trong đâu các bác nhá. Cái này bán rời đấy ạ, cái này bán rời. Các bác nào về thích lắp kép kèn gì thì tùy các bác các bác nhá. Nếu các bác mua lẻ thì bên em bán vật tư cho các bác luôn. Đấy. Thì một bộ thùng họng kép phân tần đầy đủ cho các bác về chỉ lắp bắt lắp chép vào. Giá là 1.150.000. Nhưng là những gì ạ? Nhưng nếu các bác mà lấy thùng không như này thì bên em sẽ không bao ship cho các bác. Bên em bán giá vật tư tại cửa hàng là 1.150.000 các bác nhá. 1.150.000. Các bác có nhu cầu lấy thì bên em sẽ đóng thùng xốp cho các bác đi và tiền ship các bác trả. Ok chưa các bác? Đấy, nói luôn. Thứ hai là gì ạ? Bass là bass Benziger. Đấy ạ, bass Benziger. Có hai loại màng, một loại màng sóng, một loại màng trơn. Có nhá, hai loại bằng giá nhau, côn như nhau, cùng một CG. Có nhá. Thì bên này em đang bán cho các bác giá là 900k một đôi. Có nhá, 900k một đôi. Ok chưa các bác? Đấy. Đấy, cái này thì bên em bán là 900k một đôi bao ship các bác nhá. Cái này thì bao ship các bác ạ. Đấy. Tép là 330.000, là không có họng kèn các bác nhá. Không có họng kèn. Đấy, họng kèn vào là 390.000. Các bác nhá. 390.000. Đấy. Còn không có họng kèn, tại vì họng kèn nó đi theo cái
cái bộ thùng này rồi đúng không ạ? Đây này, bán trong video này các bác nhá. Không có họng kèn là 330.000 một đôi. Đấy, bao ship cho anh em luôn. Cái tổng tất cả mọi thứ của cái loa này, lấy cả bát, cả chép, cả thùng, em bán combo, có nghĩa là loa thành phẩm như thế này. Thành phẩm như thế này, đầy đủ như thế này các bác nhá. Bên em đang bán cho các bác giá là 2.380.000 một đôi như thế này và bao ship cho anh em luôn. Đấy. 2.380.000 một đôi bao ship. Các bác lấy thùng thì bên em sẽ không bao ship, còn nếu lấy combo toàn thật là cực nhảy, bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. 2.380.000 một đôi. Đấy, một cấu hình loa Benziger, thương hiệu đến từ Đức các bác nhá. Đấy, chép Benziger, phân tần đẹp. Đấy các bác nhá. Ok. Có chi tiết mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp cho em. Đấy, số điện thoại trên màn hình các bác nhá. Xin chào và tất cả anh em nhá.